66 câu Phật dạy để sống an lành và hạnh phúc. 1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn, chỉ do bạn không chịu buông xuống. 3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn. 4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực. 5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ dĩ nhiên. 8. Đừng lãng phí mạng sống của mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận. 9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì khi ấy bạn sẽ hết phiền não. 10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác. 12. Đừng nên có thái độ bất mãn người ta hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình. 13. Người nào nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì tâm người đó không thể được thanh thản. 14. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. 15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. 16. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát. 17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nhớ đến người bạn không hề yêu thích. 18. Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề. 19. Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa những phiền não làm chi? 20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ. Chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc vì không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 22. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác, sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh chính mình. 23. Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân. 24. Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ là sự trừng phạt. 25. Tính chấp là nguyên nhân của khổ đau, buông bỏ tính chấp bạn mới được tự tại. 26. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình. 27. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được. 28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 29. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình. 30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm, thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên. 31. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không. 32. Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường đơn điệu. 33. Người không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm. 34. Thời gian sẽ trôi qua, hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi. 35. Ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ. 36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. 37. Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu hư vọng nữa để biện hộ, cần gì khổ như vậy. 38. Ai sống một ngày vô tích sự thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. 39. Người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác. 40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng. 41. Kính trọng người khác là tự trang nghiêm. 42. Ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả. 43. Đến là nhân duyên, đi là nhân duyên, do vậy bạn phải tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên. 44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của mỗi người. 45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. 46. Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình. 47. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác. 48. Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi, ta đang theo đuổi cái gì, ta sống vì cái gì. 49. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thăm ân của người khác. 50. Cảm ơn đời vì những gì tôi đã có. Cảm ơn đời vì những gì tôi không có. 51. Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi. 52. Nói năng nên tránh tánh châm chọc. Đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó biến thù thành bạn. 53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình. 54. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng oán trách nhân quả. 55. Đa số người đời làm được 3 việc: dối mình, dối người và bị người dối. 56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời. 57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 58. Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình không chịu buông, thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định. 60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn, nếu không thể thì tôi đành cam chịu. 61. Nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại. 62. Đừng thốt ra từ miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu có ác với mình bao nhiêu, càng nguyền rủa người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô, hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình. 63. Người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, phỉ báng chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tánh hoàn chỉnh. 64. Người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó cảm thông người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp. Vạn vật đều hữu dụng, nhưng không thuộc về ta. 66. Khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình, giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí tuệ.